Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách làm bồ câu hầm tam thất nhé. Rất chi là tốt cho những người mới ốm dậy ạ, và phụ nữ sau sinh hoặc là người sau những cái ca phẫu thuật hoặc đại phẫu thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta bị mất máu, suy nhược cơ thể. Thì các bạn nên tầm bổ những cái món như chim bồ câu này, hầm với tam thất, hạt sen. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một con chim bồ câu nhé. Rất chi là ngon ạ, mình đã thịt sạch sẽ rồi, bây giờ mình sẽ là làm lại cái phần này bằng nước muối nhá, và bột tam thất các bạn cho mình khoảng 10g bột tam thất này, hạt sen các bạn cho mình khoảng 50g nhé, và mình sẽ dùng muối và chanh để mình làm sạch cái phần chim bồ câu này. Bạn sẽ cho mình muối vào, mình có thể nhờ họ thịt luôn thì chúng ta không phải thịt phần chim này. Nhất là chúng ta sẽ chim ấy thì thường hay bóp để cho nó chết, để cái lượng máu của con chim ở trong lại trong con chim ấy, thì nó sẽ tốt hơn là các bạn cắt tiết nhé, không ai cắt tiết chim cả, nên là mình nhờ họ bóp chết luôn và họ thịt cho mình luôn, mình không phải mất thời gian để thịt. Để cho chim nó sạch thì chúng ta nên làm sạch bằng nước muối như thế này, sẽ hết cái tanh hôi và nhớt của con chim đi. Đó thì các bạn sẽ cắt cho mình một quả chanh vào để mình lấy nước chanh. Có một chút nước chanh này mình sát vào chim này, nó sẽ hết sạch cái độ hôi, độ nhớt của con chim nhé. Bụng này mình cũng làm sạch đi các bạn nhé. Sau đó mình sẽ nhét tam thất như cả lộ tâm của con chim vào trong cái bụng. Giờ mình sẽ đem đi rửa sạch cái phần chim này. Hạt sen các bạn ngâm cho mình rồi, mình cũng đem đi rửa lại cái phần hạt sen nhé. Đây là hạt sen tươi mình tự làm ấy, mình bóc ấy, thì cho nên là mình không có chất bảo quản, mình chỉ cất vào trong ngăn mát tủ lạnh là mình, hoặc ngăn đá là các bạn có thể dùng quanh năm nhé. Thì các bạn, sau khi chim mình đã làm sạch sẽ, rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào. Ướp gia vị thì tùy theo gia đình nhà mình nhé. Các bạn có thể ướp với hạt lêm, bột ngọt hoặc tiêu tùy theo nhé. Nhưng mình cho bột canh đa dụng này thì nó sẽ có cả hạt lêm rồi, bột ngọt rồi. Ướp một chút thôi. Cần đừng cho nhiều quá, có nó sẽ mặn nhé ạ. Và một chút hạt tiêu nữa mình cho vào, một thơm. Và bên trong nội tâm này thì mình sẽ cho hết vào trong cái con chim nhé. Trong bụng con chim, cái phần bột tam thất này thì các bạn sẽ cho vào bên trong bụng con chim nhé. Bột tam thất này thì chúng ta mua củ tam thất ấy, thì mình xay nó lên thành bột.
Mình ướp như thế này khoảng 15 phút các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ cho lên để mình hầm cái con chim này lên. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô này và mình sẽ cho phần hạt sen xuống dưới vớt này. Chim nha. Mình cũng cho phần hạt sen vào bụng con chim. Nếu mà bụng nó mở còn chứa được thì các bạn cũng cho mình vào nha. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bình nước nhé để mình hầm cái thủy ạ. Mới đầu thì mình sẽ đun với lửa to nhé để cho cái phần chim này nó sôi cái nước lên. Thì sau đó thì các bạn sẽ giảm lửa dần và mình sẽ hầm cách thủy này khoảng 1 giờ nhé. Để các bạn khi nồi mình hầm chim nó đã sôi nhé thì các bạn sẽ nho nhỏ lửa cho mình và đun với lửa vừa phải. Thì các bạn bây giờ mình sẽ mở ra để mình kiểm tra xem chim của mình hầm đã chín chưa các bạn nhé. Mình cho nhỏ bớt lửa một chút ạ. Phần hạt sen thì mình thử xem này. Mình không cho nước ấy, nhưng mà cái phần nước ở vung ấy nó sẽ làm cho tụ xuống làm con chim của chúng ta sẽ có nước như này. Mình sẽ hầm thêm chục phút nữa các bạn nhé. Khi phần chim mình hầm 1 giờ nhé, nó đã mềm ngon như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra nhé, là có thể thưởng thức ạ. Mình chuẩn bị cái đĩa để mình cho cái phần chim ra các bạn nhé. Các bạn à, cái chim mình hầm mềm nhé với hạt sen cũng nhừ mềm ngon rồi. Như vậy là mình có thể lấy ra là có thể thưởng thức các bạn nhé. Với món tim này thì các bạn là mỗi tuần chúng ta có thể dùng 2 lần nhé, là 2 con chim như thế này, làm cho sức khỏe của chúng ta sẽ hồi phục nhanh chóng và chúng ta sẽ dùng khoảng 2 đến 3 tháng. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ.
Đây là món chim cút, chim bồ câu hầm tam thất nhá. Của mình rất chi là ngon, dễ làm, dễ ăn như thế này.